Người đàn ông vạm vỡ này tên là John, trên lưng anh là những vết sẹo như một huy chương quân sự không thể xóa nhòa. Sau 6 năm giải nghệ, anh vẫn giữ được cơ bụng 8 múi hoàn hảo. Một ngày nọ, John bất ngờ nhận được một tin buồn, người anh em tốt của anh, Mason, người vẫn đang phục vụ trong lực lượng đặc biệt đã chết bất đắc kỳ tử và bố mẹ anh ấy cũng đã bị giết. John rất tức giận khi nghe thấy tin này, anh lập tức lái xe đến thị trấn. Người làm việc trong nhà tang lễ của địa phương nói với anh rằng Mason bị đánh trước khi bị cắt cổ bằng dao. Cấp trên của Mason là Omar nói rằng Mason đã tự ý rời đi sau khi vừa luyện tập xong, thi thể của anh sau đó được tìm thấy bên ngoài thị trấn. Cảnh sát địa phương chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mason và cha mẹ anh ta. Họ đã điều tra trong vài ngày mà không có kết quả. Cha của Mason đã sống ở thị trấn này được hàng chục năm, địa vị của ông trong thị trấn này cũng không phải tầm thường. Ông không chỉ đơn thuần là đội trưởng cũ của lực lượng đặc biệt, mà còn là người hướng dẫn John, để John có thể được như ngày hôm nay. John đã coi gia đình Mason như những người thân của mình. John đến thăm bia mộ của hai người họ, và anh cũng hứa với họ rằng anh sẽ giết những tên khốn đã giết gia đình họ bằng chính đôi tay của anh. Để tìm ra sự thật, John đến một quán rượu trong thị trấn. Cậu muốn biết về vụ giết người của Mason, chủ quán rượu hỏi, rồi chủ quán rượu khuyên John nên nhanh chóng rời đi. Ông nói rằng những người đứng sau vụ này không phải là thứ mà anh có thể đối phó được. John vờ như không nghe thấy điều đó, anh lấy ảnh của Mason ra và bắt đầu hỏi mọi người ở đây. Cuối cùng anh vẫn không có được câu trả lời nào. Nhưng khi John chuẩn bị rời đi, một cô gái đuổi theo anh và nói rằng cô ấy biết về Mason. Lý do tại sao cô không nói bất cứ điều gì trong quán rượu, đó là bởi vì cô sợ gặp rắc rối không cần thiết. Sau đó John theo cô gái về nhà cô. Cô ấy không biết nhiều về Mason, nhưng người bạn trai nghiện ngập của cô ấy thì biết. Lúc đầu người bạn trai sợ bị trả thù nên anh ấy không muốn nói ra, nhưng dưới sự đe dọa của John, anh ấy buộc phải nói ra sự thật. Anh ta là người cung cấp thuốc cho tất cả con nghiện trong thị trấn một tháng trước, nhưng đột nhiên một đội đặc nhiệm do Omar đứng đầu xuất hiện. Họ đã lấy đi hết số thuốc mà anh có, rồi bắt đầu buôn bán số thuốc đó cho con nghiện. John nghe xong điều này thì kinh ngạc, anh không dám tin rằng một thành viên của lực lượng đặc biệt lại mở ra đường dây buôn bán ma túy. Sau đó, John yêu cầu cô gái đưa anh đến nơi Omar đang tổ chức buôn bán ma túy. Lúc này, một người đàn ông trong nhà cũng nhìn thấy hai người họ qua camera giám sát. Ngay lập tức anh ta đã nhận ra John, hóa ra anh chính là người đàn ông trong quán rượu. Vừa rồi anh nghe nói rằng John đang điều tra lại vụ án của Mason, đã thông báo tin này ngay cho Omar. Omar kiêu ngạo không quan tâm đến sự hiện diện của John, ấy vậy người đàn ông liền mắng họ cho đến khi cả hai chịu bỏ đi. Để xua tan nghi ngờ của phía bên Omar, John đưa tiền cho cô gái để cô giả vờ đi vào đó và mua một ít thuốc, rồi bí mật đặt máy nghe lén vào tóc cô gái. Khi một người đàn ông nhìn thấy chỉ có một cô gái, anh ta nảy ra một ý tưởng. Trong quá trình giao dịch với cô, anh ta muốn cô gái giúp tìm xem địa chỉ nhà của John ở đâu, đổi lại anh ta sẽ cho cô nhiều thuốc hơn. Cô gái này cũng đã dính vào ma túy, vì thế nên cô đã đồng ý với yêu cầu của người đàn ông đó. Nhưng họ không biết rằng, cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị John nghe thấy. Sau đó, John cố tình đưa cô gái về nơi ở của mình, để cô ấy thông báo nơi ở của anh cho phía bên kia, còn John thì chuẩn bị bẫy để bắt hết bọn họ. Hôm sau có 4 người đến phục kích nơi ở của anh. Một người trong số chúng vươn đầu ra nhìn thì không thấy gì bất thường, hắn nói với đồng bọn của mình, hãy đi theo phía sau hắn và chuẩn bị tấn công. Khi chúng mở cánh cổng sắt của nhà kho ra, dây điện đứt đã tạo nên cái bẫy trong nhà, tên vừa mở cửa đã bị búa đập vào đầu mà chết. Tệ hơn nữa, chiếc bẫy đã kích hoạt khẩu súng, khiến thêm một người trong số chúng bị bắn chết. Hai người còn lại nhìn nhau đầy cảnh giác, rồi chúng cũng xông vào nhà và xả súng như điên. Kết quả là không có ai ở trong đấy cả, rồi một mũi tên nhọn xuyên qua cổ một tên nữa. Tên còn lại duy nhất sợ hãi trốn ra ngoài cửa, rồi hắn chuyển sang sử dụng súng lục và tiếp tục cuộc tấn công. Nhìn thấy một bóng người vừa qua, hắn lập tức nổ súng, hóa ra chính là hình dáng của hắn được phản chiếu trong gương. Sau đó, hắn cảm thấy rằng John đã đứng phía sau hắn, hắn dùng cùi chỏ đấm thẳng vào mặt John. John không cần phải sử dụng hết sức lực của mình cũng có thể dễ dàng khống chế hắn. Chỉ với 2-3 cú đánh hắn đã bị John hạ gục, cuối cùng John bẻ gãy cổ giết chết hắn. Rồi anh lấy điện thoại di động ra chụp lại thi thể của bọn chúng và gửi cho Omar. Omar nhận được tin nhắn này cũng bắt đầu cho người điều tra lý lịch của John. Ngay lập tức người thư ký bên cạnh Omar cảm thấy hoảng hồn khi nhìn vào hồ sơ của John, anh ta đích thị là một kẻ khủng bố thực sự. Trong thời gian phục vụ, số người anh ấy giết được còn cao hơn tổng số của những người trung đội. Anh ta là một cỗ máy giết người máu lạnh trên chiến trường, nhưng tại sao anh về hưu sớm thì không một ai biết lý do. Omar có phần hoảng sợ khi biết được lý lịch của John, ông liền gọi cho John để có một cuộc thương lượng. John không có ý định đó, anh ấy lập tức cúp điện thoại. Sau đó anh ta mang theo cô gái và xông đến ngôi nhà dùng để giao dịch ma túy của Omar. Những người canh gác ở đây đều có xuất thân từ trong quân đội, John phải mất một thời gian mới có thể hạ gục được những người này. Dưới sự đe dọa của John, người đàn ông đành phải nói ra sự thật. Hóa ra họ được cử đi giết một chùm ma túy lớn cách đây không lâu, số tiền bán đống thuốc này đủ để họ có thể sống thoải mái mà không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, vì vậy họ đã lấy đi số thuốc này. Nhưng những hành vi bất hợp pháp này đã bị Mason nhìn thấy, anh ta báo cáo hành vi sai trái của họ với cấp trên. Lúc đầu họ thương lượng với Mason và cũng đã nói sẽ chia số tiền bán được thuốc cho anh.
Nhưng Manson thực sự rất cứng đầu, anh nhất quyết không đồng ý, để giữ bí mật họ đành phải giết anh ta. John càng ngày càng thấy khó chịu, anh giết chết người đàn ông đó để hắn không nói nữa, sau đó đổ xăng lên và châm lửa đốt ngôi nhà này. Ngay khi anh định tiếp tục hỏi cô gái thêm một vài điều nữa thì anh bất ngờ bị tấn công, hắn ta nổ súng vào người John. Sau khi nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, John không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy. Bất ngờ kẻ đê hèn đó bắt cóc người đi đường làm con tin, John đành phải đứng lại trong tuyệt vọng. Người đàn ông đó vẫn chĩa súng vào mặt John, bất ngờ con tin cắn vào tay của hắn để hắn buông cô ra. John nhân cơ hội này đánh rơi súng của hắn ta. Anh bắt đầu chiến đấu tay đôi với người đàn ông này, nhưng có vẻ hắn cũng không phải là người tầm thường, John cũng bị hắn đánh cho bầm dập. Nhanh chân lùi ra sau, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, anh đã sẵn sàng để chiến đấu nghiêm túc. John đã chiếm thế thượng phong, người đàn ông thất thế đã lấy con dao làm bếp đâm John bằng tất cả sức lực mà hắn ta có, nhưng John vẫn có thể chặn được đường dao của hắn ta. Người đàn ông bất ngờ buông lỏng tay cầm con dao, rồi nhanh chóng đâm vào bụng John. Ngay lúc này, người phụ nữ phía sau đã cầm một cái lọ thủy tinh lên, cô đi tới và đập nó vào đầu của người đàn ông đó. John cũng nhanh chóng lấy được khẩu súng lục và kiểm soát tình hình. Anh bắt đầu hỏi người đàn ông này để biết căn cứ của họ ở đâu. Lúc đầu người đàn ông không chịu trả lời, thế là John dùng chân đạp vào nơi nhạy cảm của hắn ta. Người đàn ông nghiến răng chịu đau và đành phải giải thích mọi chuyện. Căn cứ nằm ngoài thị trấn, chỉ cần đi theo phía bắc là có thể tới được đó. Mặc dù hắn đã khai ra địa chỉ của căn cứ nhưng John vẫn không tha cho hắn. Sau đó John quay lại nơi ở của mình để chữa trị vết thương. Vài ngày sau, anh một mình đến nơi ở của Omar. Sau khi quan sát tình hình xung quanh qua ống nhòm, John trang bị lại khẩu súng của mình, chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Hai người canh gác ngoài sân, mải mê nói chuyện mà không hề cảnh giác, John đã nhanh chóng bắn chết hai người họ. Sau khi nghe thấy tiếng súng, các lính canh ở cổng ngay lập tức bắt đầu chống trả. John quá lười để lấy súng ra ngắm bắn, anh rút chốt lựu đạn rồi ném về phía họ, những người lính canh cổng đã bị hạ gục ngay tại chỗ. John bắt đầu từng bước tiếp cận vào sảnh trong, Omar cũng rất bất lực nhìn những người anh em của ông lần lượt bị loại. Sau đó ông ta cử thuộc hạ có năng lực nhất của mình đi giết John. Người đàn ông này buông vũ khí xuống một cách rất ngạo mạn. Hắn nói rằng mặc dù Omar là ông chủ ở đây, nhưng hắn mới là người có kỹ năng tốt nhất. Hắn sẽ cho John biết thế nào là thế hệ tiền nhiệm của lực lượng đặc biệt. Nói xong, hai người lao vào nhau bắt đầu đấm đá và thỉnh thoảng hắn lại chọc tức John bằng những lời lẽ cay độc. Hắn đấm vào bụng John, nhìn thấy chỗ bụng ấy có máu chảy ra, hắn cứ liên tục nhắm vào phần bụng của anh mà ra đòn. John cũng có thể né được và bắt đầu đánh trả, sau đó anh nắm lấy đầu của người đàn ông và đặt nó xuống. Lúc này, người đàn ông đã bị John đánh đến không còn sức chống trả. Ngay khi anh chuẩn bị đi lên để nhặt lấy con dao, người đàn ông liền mở miệng nói về Manson để đánh lạc hướng John. Hắn tung một cú đá khác vào bụng John, rồi cưỡi lên người John bắt đầu chế nhạo không thương tiếc. Nhưng John lúc này rất bình tĩnh, anh nắm lấy tay hắn và kéo nó xuống. Người đàn ông đau đớn ngã sang một bên, John thừa thắng xông lên đâm chết đối thủ. Bây giờ Omar chỉ còn lại một nữ quân nhân cuối cùng, cô ta đã bị giết chết mà chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của John. Còn lại mỗi Omar, hai người lao vào đánh nhau. Nhưng vì John đã bị thương trước đó, nên anh đã có phần thất thế hơn so với đối thủ. Lúc này Omar nói với John, tất cả số tiền tôi kiếm được sẽ được chia cho gia đình những người thiệt mạng khi họ làm nhiệm vụ. John vặn lại rằng không có gì sai khi bồi thường cho gia đình họ, nhưng giết người vô tội bừa bãi là sai rồi. Khi hai người nói chuyện, Omar lặng lẽ đeo chiếc vòng sắt vào tay. Lúc này Omar đã đánh gục John bằng chiếc vòng sắt, rồi hắn siết cổ John bằng một sợi dây trong túi. John vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố với lấy con dao trên bàn nhưng khoảng cách hơi xa, anh cố mãi cũng không thể với lấy con dao được. Ngay khi John sắp mất đi ý thức, Omar bất ngờ bị bắn chết. Người đã bắn là David từ sở mật vụ. Vào ngày John đến thăm mộ cha mẹ Manson, David đã để mắt tới John. Nhưng ông ấy biết rõ phong cách thích làm việc một mình của John, không bao giờ chịu nhận giúp đỡ cho đến chết. Mặc dù John đã được cứu sống, nhưng John không muốn được cứu bằng cách này. David hoàn toàn không nói nên lời vào lúc này và ông ấy bộc bạch với John rằng ông muốn John tham gia vào lực lượng bí mật của ông bởi vì khả năng chiến đấu cá nhân của John quá mạnh. Ngay khi David quay người lại, John đã biến mất từ lâu không dấu vết. Bộ phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.